máy xúc có cần đăng ký biển số hay không? Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu danh mục xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ bắt buộc phải đăng ký. Thứ nhất, xe máy thi công, máy đào bánh lốp, bánh xích, bánh hỗn hợp, máy ủi, máy cạp, máy san, máy lu. Thứ hai, máy thi công mặt đường, máy thi công nền móng công trình, các loại máy đặt ống, nghiền đá, sàn đá, các loại máy thi công tự hành khác. Hồ sơ cấp và đăng ký biển số đối với xe máy chuyên dùng khi đăng ký lần đầu. 1. Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng. 2. Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng. 3. Hợp đồng mua bán và hóa đơn giá trị gia tăng. 4. Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 5. Một bộ bảng cà đẹp số khung, số máy của thiết bị. 6. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh. 7. Giấy giới thiệu nếu người đi làm đăng ký không phải chủ sở hữu của thiết bị. 8. Ảnh màu chụp bốn phía của thiết bị và ảnh chụp số khung, số máy. Khi mua máy tại Nagoya, Việt Nam, chúng tôi hỗ trợ bộ hồ sơ đăng ký biển số tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Hãy để lại thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh nhất.